Em không thể, anh không biết nha, lại biết chắc một điều đó là một khi em là tiền anh tốn nó hơi bị nhiều ra. Em thì đâu có đẹp như Thí kêu, nên là anh cũng chẳng muốn làm liêu. Yêu đương làm gì chỉ cho thế mệt, anh đây vẫn còn rất là yêu đời, vẫn còn trẻ và muốn được đi chơi. Nhà bao việc yêu đi tầm này, thằng anh ông chưa đợi được đây lầy. Có chắc yêu là đây 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 đây.